Trường Giang, đi làm ngày vợ sinh, tôi tạm biệt Nhã Phương trong nước mắt. Diễn viên Trường Giang nói anh thấy tội vợ khi hai lần Nhã Phương sinh con đều vắng mặt mình, vợ chồng tạm biệt nhau trong nước mắt. Nam diễn viên Trường Giang kể ngày anh ghi hình chương trình cuối tuần tuyệt vời cũng là ngày Nhã Phương sinh em bé. Không thể ở cạnh vợ lúc vượt cạn, Trường Giang nói anh rất buồn và lo lắng. Vợ chồng chia tay nhau trong nước mắt, tôi tạm biệt Phương và đi không dám quay đầu lại. Vừa dẫn chương trình, tôi buồn khôn xiết trong lòng. Vì vợ chồng có hai bé rồi mà chưa lần nào tôi ở cạnh Nhã Phương lúc sinh. Tôi thấy tội vợ. Ông bố hai con cho biết sau khi quay hình xong, anh tức tốc vào viện với vợ con. Vợ chồng Nhã Phương, Trường Giang đón con trai chào đời hôm 5 tháng 10. Đây là nhóc tỳ thứ hai của gia đình đôi diễn viên, sau khi đã có bé gái đầu lòng tên Destiny. Tròn một tuần đón thêm thành viên mới, chiều ngày 12 tháng 10, Trường Giang xuất hiện tại sự kiện công bố phát sóng chương trình cuối tuần tuyệt vời với thần thái vui tươi, thoải mái chia sẻ sức khỏe của vợ và quý tử. Bà xã tôi đang hồi phục sức khỏe sau sinh, trộm vía là cả mẹ lẫn con đều tốt, Trường Giang nói với ngôi sao. Trường Giang tâm sự anh thương vợ nên luôn dành thời gian tự tay nấu ăn bồi bổ cho Nhã Phương. Tôi thường tự nấu ăn tẩm bổ cho vợ. Hôm nay, tôi làm món canh chua và một món kho, hôm qua tôi nấu mì thịt xá xíu, còn hôm kia thì cả nhà ăn cá hấp, anh chia sẻ. Ở lần thứ hai lên chức bố mẹ, Trường Giang cho biết vợ chồng anh không giấu niềm hạnh phúc, thoải mái khoe thành viên mới lên trang cá nhân, khác thời điểm bé Destiny chào đời. Con cái là điều giá thiêng liêng, chứ đâu có gì phải che giấu khủng khiếp, chẳng qua tôi muốn giúp con tránh bị chú ý, mà phát triển bình thường như đứa trẻ khác. Tôi nghĩ mỗi giai đoạn, mình đối diện với vấn đề chia sẻ thông tin như thế nào. Con trai giống Nhã Phương, chứ giống tôi, xấu lắm, Trường Giang nói. Làm bố của hai nhóc tỳ nhưng nam diễn viên mô tả việc chăm con, rất sướng. Anh kể, tôi sướng lắm, chỉ có bà xã tôi cực vì phải thức đêm cho bé bú nên tôi thương vợ lắm. Thực ra Nhã Phương mới là người lo chính, tôi chỉ phụ giúp vợ, nấu nướng đảm bảo yếu tố dinh dưỡng cho mẹ và bé, chơi với con cho vợ nghỉ ngơi. Ở gia đình nào cũng vậy, bố chỉ lo vòng ngoài thôi, còn vòng trong phải có bàn tay tỉ mỉ, chu đáo của người mẹ. Ông xã Nhã Phương cũng tiết lộ rằng con gái Destiny rất mê và thích ngủ với em. Destiny không chịu ngủ riêng, đòi ngủ với em để lo cho em, thương em lắm. Từ lúc Nhã Phương mới có thai, vợ chồng tôi đã chuẩn bị tâm lý, giáo dục Destiny về sự xuất hiện của em. Trẻ con bây giờ thông minh lắm, biết thắc mắc vì sao mẹ có em bé, mối quan hệ giữa con và em là gì, anh chia sẻ. Chăm sóc gia đình song song hoạt động nghệ thuật, Trường Giang cho biết anh thấy vui khi nhận lời mời tham gia chương trình cuối tuần tuyệt vời. Show này vui lắm, Amazing Saturday, bản gốc của Hàn, rất được yêu thích. Phiên bản Việt cũng quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước. Chương trình có yếu tố ẩm thực, giải trí là thế mạnh và sở thích nên tôi nhận lời tham gia. Nam MC nói. Ngoài Trường Giang, ca sĩ Harry Uân, diễn viên Diệu Nhi và ca sĩ Đức Phúc cũng góp mặt trong dàn cast chính của chương trình. Cuối tuần tuyệt vời sẽ lên sóng vào lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần từ ngày 29 tháng 10. Trường Giang sinh năm 1983, quê Quảng Nam. Anh nổi tiếng từ vai diễn Mười Khó trong live show Bước Chân Miền Trung vào năm 2011. Từ năm 2015 đến nay, anh tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, sân khấu hài, MC, đóng phim điện ảnh như 49 ngày, Taxi Em Tên Gì, Siêu Sao Siêu Ngố, 30 Chưa Phải Tết. Anh và Nhã Phương kết hôn vào tháng 9 năm 2018 sau 4 năm gắn bó, hiện có con gái gần 4 tuổi. Vợ chồng nam diễn viên từng giấu kín mặt con với truyền thông vì muốn bé có tuổi thơ bình thường, không bị ảnh hưởng bởi sự nổi tiếng của bố mẹ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.